Xin chào anh chị em. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh Đầu tư Chứng khoán Quang Trần Invest. Trong cái nội dung video ngày hôm nay, mình sẽ phân tích và chia sẻ với anh chị em về cái diễn biến và cái kịch bản của thị trường trong những phiên sắp tới. Liệu nó có giảm thủng đáy hay không? Hay nó chỉ giảm về để test lại cái gap ở một phiên bùng nổ ngày mùng 4 tháng 12 vừa qua thôi. Và sau đó thì nó lại tiếp cái đà đi lên trong thời gian tới thôi thì anh chị em cùng theo dõi cái nội dung chi tiết trong cái video này anh chị em nhé và trước khi chúng ta đi sang cái phần nội dung chi tiết thì anh chị em mà thấy cái phương pháp thấy cái cách chia sẻ của mình nó phù hợp với phong cách đầu tư của anh chị em thì anh chị em có thể ấn vào cái nút like và cái nút đăng ký kênh để mình có thêm động lực mình chia sẻ anh chị em nhé sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi sang cái phần nội dung chi tiết của cái video ngày hôm nay kết phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường nó giảm hơn 13 điểm với cái tỷ lệ giảm 1,2%, đóng cửa ở mức 1.114,2 điểm. Với cái mức thanh khoản ở mức khoảng 763 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên. Sáng nay thị trường nó mở gáp ấp đi lên sau một phiên rút chân, sau một phiên gần như được coi là một phiên tách cung ngày hôm qua. Nhưng mà sáng nay thị trường nó mở gáp đi lên và chạm luôn cái đường giao găm là 1.132,11 điểm nhưng gần như là không có lực cầu tham gia mua mới nó dẫn đến việc là nhiều nhà đầu tư cầm cổ phiếu ra bán chốt lời đánh tây cộng đánh lướt đánh ngắn hạn khi mà nguồn cung ồ ạt bán ra gần như là không có cái lực cầu tham gia để mua đối ứng nó dẫn đến việc là thị trường không có cái lực đỡ đặc biệt là của đội tạo lập của đội lái nên cái điều mà thị trường đã điều chỉnh là cái chuyện dễ hiểu cái chuyện mà chúng ta có thể hình dung ra trước đó nhưng cái điều tích cực mà thị trường hôm nay nó vẫn đạt được, nó vẫn giữ được Đó là kết phiên thị trường nó vẫn nằm trên cái đường EMA 20 ngày Và vẫn còn những cái đường hỗ trợ ở bên dưới Vẫn còn cái vùng mây Ichimoku nó đỡ ở bên dưới Và đặc biệt là cái đường MA 50 ngày nó vẫn còn đang đỡ thị trường ở bên dưới Nên với cái diễn biến này, nếu như mà đầu phiên ngày mai Thị trường nó mà điều chỉnh đầu phiên, nó mà tiếp tục giảm nhẹ đầu phiên nó được cái đường MA 50 ngày nó đỡ ở phiên ngày mai. Và cũng chính là cái vùng gáp gấp áp ở phiên ngày 4/12 vừa qua nó đỡ. Sau đó cuối phiên nó rút chân đi lên. Cái tín hiệu rút chân này nó chưa báo hiệu nó chưa thể hiện là thị trường nó có thể hồi phục ngay được. Nhưng có thể thị trường nó sẽ cần khoảng 5 7 phiên nó đi ngang sideways quanh vùng 1100 đến vùng 1110 sau đó nó sẽ xuất hiện một phiên rút chân ngược đi lên, bản chất nó giống với những phiên này, thì có thể ngày mai nó sẽ giao dịch ở trong một cái biên độ hẹp, nó sideway quay quanh cái vùng tham chiếu ở phiên ngày hôm nay, sau đó có thể sang phiên ngày kia nó tăng nhẹ, có thể là sang phiên tuần sau thị trường nó lại test lại nhẹ nhàng nó lại test lại. Điều quan trọng là bây giờ chúng ta cần phải chờ phiên này, thì sau cái phiên tăng mạnh thất bại phiên ngày hôm nay, thì thị trường nó sẽ cần thời gian để hấp thụ nhiều người tham gia mua bắt đáy thì chờ thêm xem phiên hàng về nó sẽ hoạt động ra sao nó sẽ vận động như thế nào hay là cái phiên rung lắc mạnh ở ngày mùng 7 tháng 12 vừa qua thì bây giờ là cái thanh khoản hai phiên này, này nhiều nhà đầu tư vẫn chưa bán ra thì có thể là sẽ đem cổ phiếu ra bán ra ở phiên sáng mai nếu như mà thấy sáng mai thị trường nó tiếp tục nó giảm và mình đánh giá với cái diễn biến hiện tại ở thị trường thì cái tín hiệu lấp lại cái gáp ở phiên ngày mùng 4 tháng 12 là hoàn toàn có thể xảy ra còn khi mà thị trường nó giảm về đây lớp gắt thì chắc là sóng này nó thất bại luôn rồi. Mình đánh giá thị trường nó chỉ quay về lấp lại cái gắt này thôi. Sau đó nó sẽ cân bằng ở vùng này một vài phiên. Sau khi cân bằng thành công thì lúc đó thị trường nó sẽ có một cái tín hiệu nó tạo thành một phiên test cung. Nó siết lại cái thanh khoản và siết lại cái biên độ dao động về giá. sau đó nó sẽ xuất hiện một phiên tăng mạnh có thể là mở gắt đi lên. Anh chị em kể cả anh chị em mua ở phiên mở gáp đó thì nó sẽ cũng sẽ an toàn hơn và giai đoạn này mình nhận thấy là tâm lý của nhà đầu tư khá là yếu Cứ mỗi khi thấy thị trường nó gặp cản nó chưa đi lên được Thì thường ý, cái xu hướng của nhà đầu tư đem cổ phiếu ra bán khá là nhanh Hôm nay là mình cũng phải hạ bớt cái tỷ trọng cổ phiếu xuống Sáng nay thì mình vẫn đang cầm 80% vị thế Nhưng mà đến lúc 2 giờ thì nó bắt đầu nó có một cái nhịp rút chân đi lên Thì do mình hạ bớt còn 20% hiện tại còn cầm 20% có một số cổ phiếu thì mới mua hôm qua thì hàng nó chưa về nhưng mà chưa chưa gặp phải vị thế rủi ro gì cả còn à, thằng VND đi hôm nay mình hạ nhiều nhất. Mình cầm 250 000 nghìn, thì hôm nay mình bán còn cầm 50 000 Mình bán lúc giá 22, lúc đó rút chân đi lên. Tuy là thằng này để kể cả hôm nay mình không bán thì nó vẫn không lỗ được. Mình hôm trước mình mua giá 21. Trừ khi nó thủng cái đường à, giao găm nó thẳng tắp như này, này thì mình mới lỗ được. Nó chính là vùng 21. Còn kể cả mình gồng lãi đến thời điểm hiện tại Mình chấp chỉnh cũng không sao cả. Ờ, mình bán là để chờ cái nhịp cân bằng ngược thời gian tới trở lại sau đó mình sẽ mua lại mình vẫn sẽ canh mua lại thằng VND thôi nhưng không chọn cổ phiếu khác đâu VND thời gian tới nó còn game tăng vốn không, thì mình vẫn ưu tiên là này nhưng mà tâm lý của nhà đầu tư giai đoạn này bị đang bị ảnh hưởng thứ nhất là về cái hệ thống KRX thứ hai là dòng tiền tham gia mua mới đang khá là yếu nên tạm thời mình rút ra chờ cái nhịp cân bằng ngược trở lại của nó sau đó mình sẽ tham gia mình mua lại thôi mình mua mình bán khá là nhanh khá là dứt khoát cho đến thời điểm hiện tại thì bây giờ mình không để cái tâm lý nó làm gánh nặng để quyết định cái việc mua bán đâu mà bây giờ cái việc mua bán nó dựa gần như là dựa hết trên cái yếu tố kỹ thuật yếu tố kỷ luật anh em không có kỷ luật rất khó để anh em có thể giữ được cái khoản lợi nhuận đầu tư lãi được bao nhiêu sau này trả hết thị trường ở những cái nhịp giảm chứ còn đã vần là anh em đều kiếm được lợi nhuận khi thị trường nó đi lên nhưng chỉ có khoảng 5% nhà đầu tư giữ được lợi nhuận khi thị trường nó đi xuống thôi nên cái việc giữ lợi nhuận là một việc rất khó nhá. Không phải ai làm được đâu. Anh em phải bảo vệ thành quả, phải bảo vệ lợi nhuận. Thì sau này anh em mới có những cái target, có những cái mục tiêu tiếp theo. Nhưng bây giờ cái target ngắn hạn nó chưa đạt được. Thì rất khó để anh em có thể thực hiện được những cái target, những cái mục tiêu dài hạn hơn. Ví dụ mục tiêu năm nay mà đạt được lượng 50% lợi nhuận. Thì trước hết anh em phải đạt được đã. Sau này chúng ta mới tính đến 100%, 200%. Nên mục tiêu năm nay mình đạt được 100% lợi nhuận x đôi tài khoản Thì mình đã đạt được rồi Thì bây giờ trước tiên mình phải bảo vệ thành quả đã Còn cái việc tiếp tục kiếm được lợi nhuận từ nay đến cuối năm Kiếm được hay không lúc đó chúng ta tính tiếp Còn cái việc bây giờ là phải bảo vệ thành quả cái đã Chờ một vài biên tới thị trường nó test xong Lúc đó anh em lại rất nhiều cơ hội tham gia luôn Và cái nhóm chứng khoán tiếp tục là cái nhóm ưu tiên Hay là một số cổ phiếu như nhóm dòng thép Cũng là cái điểm đến ưu tiên để mình lựa chọn thì những cổ phiếu lít đầu của thị trường như thằng Nam Kim này nó vẫn đang hoạt động theo như cái kỳ vọng của mình mà mình đang kỳ vọng mình đang chờ thằng Nam Kim khá là lâu rồi nhiều khi là anh chị em cầm tiền chờ đợi nó còn thoải mái hơn là cái việc anh chị em mua bừa một cổ phiếu nào đó với cái hy vọng là cổ phiếu đó nó sẽ mang về lợi nhuận cho anh chị em mà anh chị em không phân tích kỹ về cái vị thế mà anh chị em mua anh chị em mua quá vội vàng thì nhiều khi là anh em cầm tiền mặt nó còn hơn là anh em đi cầm cổ phiếu đúng không riêng về thằng Nam Kim mình đang chờ có thể là trong khoảng 12 tuần tới nó test xong có thể ngày mai nó đâm xuyên thủng cái đường em 20 ngày không đâm thủng thì càng tốt thì nó sẽ cần thời gian để nó cân bằng lại từ cái vùng 22.5 đến vùng 23 nếu như không thủng còn nếu như nó thủng thì anh em cứ kê quanh vùng 21.5 đến vùng 22 nếu như ngày mai mà nó giảm mạnh nó giảm về 21.5 ngày mai thì có nghĩa là nó giảm khoảng 5%. Thực ra thì mình cũng không hy vọng nó giảm về đây đâu. Nhưng nếu như nó giảm thì anh em cứ kê trước. Và đây chính là cái vùng mình kỳ vọng nó giảm về, nó đâm nó đâm sầm vào cái vùng mây khá là lớn bên dưới này. Sau khi nó đâm về đây, nó sẽ test lại test khoảng một thời gian khoảng 1 2 tuần. Sau khi test thành công, nó sẽ vòng hướng đi lên và lúc đó nó sẽ chính thức nó tăng vượt qua cái vùng đỉnh, cái vùng cản sau khi vượt qua cái vùng cản này Có thể nó sẽ test lại Sau khi test lại Thì lúc đó nó sẽ tiến thẳng tới vùng 28-30 Nên đây là lý do vì sao Trong những cái video vừa qua Mình mới chia sẻ với anh chị em Là anh chị em nào mà có vị thế từ vùng 19-20 ấy Mới có thể cầm những cổ phiếu này chấp chỉnh được Còn với anh chị em mà mua ở vùng này này Thì nên đánh ngắn Nên ưu tiên đánh ngắn Nên đánh lướt, đánh t cộng Và có lại thì nên tranh thủ bán chốt lời ra Ví dụ anh chị em mà mua ở vùng này này Thì anh em vẫn có khoản lợi nhuận khoảng 10% Nhưng anh chị em mà mua ở vùng này này Mua khi nó vượt đỉnh ấy, Mà đến hôm nay có khi mới bán ấy, Là anh chị em lỗ khoảng 6-7% Lỡ ngày mai nó giảm thêm cây nữa thì anh chị em khủng hoảng luôn Nguyên trong một cái giai đoạn sideways đi ngang Tâm lý nhà đầu tư rất yếu Nhiều người vẫn đang khoe có lãi Mà anh chị em mua phải một cổ phiếu Anh em lỗ ngay lập tức thì lúc đó cái tâm lý của anh chị em trong ngắn hạn nó sẽ bị ảnh hưởng có thể một vài phiên tới thì nó tăng anh chị em lại quên ngay đi cái phiên giảm trước đó nhưng nhìn chung cái tâm lý của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại mình đang đánh giá là khá là yếu thì khi nhận thấy tâm lý của nhà đầu tư nó yếu như vậy thì anh chị em mà cầm vị thế căng quá đặc biệt là anh em nào cầm margin mà cái khoản lãi nó ít quá ấy, thì anh chị em nên tranh thủ để kiểm soát cái vị thế những cổ phiếu anh em đang nắm giữ với những cái khoản lãi từ 3 đến 5 phần anh chị em nên chốt lãi để bảo vệ thành quả chờ thị trường nó cân bằng xong lúc đó anh chị em tham gia mua lại sau vẫn chưa muộn còn kể cả thị trường ở thời điểm hiện tại nó có giống thời điểm này ý chắc nữa sau một vài phiên nó đi ngang sau một vài phiên nó tích lũy nhưng mà nó không tăng được rồi nó quay đầu nó điều chỉnh nó test lại cái vùng đáy cũ thì sau đó cái điều quan trọng là anh em chờ một cái tín hiệu cân bằng chứ không phải là mua all in full margin khi những cổ phiếu này nó chạm về vùng 21.5. Vì thứ nhất là anh em mua theo cái kịch bản, mua theo cái phương pháp này là mua theo cái phương pháp mua ở vùng hỗ trợ khi cổ phiếu nó giảm chạm về vùng hỗ trợ. Sau đó anh em bán ra ở những cái nhịp hồi phục và khi nó gặp cái vùng cản kháng cự bên trên nhưng vẫn có những trường hợp nó giảm về vùng hỗ trợ rồi nó tiếp tục nó đâm xuyên thủng xuống phía dưới. Nó chạm hẳn xuống cái vùng hỗ trợ bên dưới. Thì có phải là anh em mua căng quá ở vùng này là anh em vẫn gặp rất nhiều rủi ro không? À, nếu như anh em mua ở vùng này, giả sử nó giảm về đây, anh em chỉ mua khoảng ba 30 Nó giảm về đây nó lỗ khoảng 5-7% thì anh em cũng chỉ lỗ khoảng 0,5 đến 1% cái tổng NAV. Nó không gây thiệt hại quá nhiều cho anh em. Thì đấy là cái phương pháp nếu như anh chị em mua và bán ở cái vùng hỗ trợ cản kháng cự Bán ra ở cả vùng cản kháng cự Thì nó sẽ giúp anh chị em vẫn tận dụng được những cơ hội thành lợi nhuận Và Trong trường hợp xấu quá, rủi ro quá Thì anh em cũng không bị gặp thiệt hại quá nhiều Anh chị em nhé Đấy là những cổ phiếu leader hay là đấy là về thị trường chung Còn về thị trường chung nó có test lại về vùng EMA Về quanh cái đường EMA 50 ngày là chuyện bình thường Mình vẫn chấp nhận được Về bây giờ đang cầm có 20% vị thế thôi Ngày mai nếu như nó giảm về vùng 1100 Có thể mình sẽ cover lại một số cổ phiếu Nhưng mà nó phải là những cổ phiếu được thực sự khỏe Thì mình mới cover Ví dụ như Nam Kim Hoa Sen Mà ngày mai nó chạm 22 hay hay. Có thể mình sẽ lấy trước khoảng 10-20% còn nhóm chứng khoán thì thôi bây giờ vừa mới bán hôm nay thì chờ nó cân bằng thêm hay là cái nhóm cổ phiếu đầu tư công ngày hôm nay thì nó đang hoạt động khá là xấu cứ hôm nào mà chúng ta vui vẻ mà thấy cái nhóm đầu tư công nó đi lên thì khả năng cuối phiên nó lại cụt đầu là giống những viên nhảy cuối viên nó lại cụt đầu cuối phiên nó lại cụt đầu, đầu này anh em thấy không nhưng mà sau nhịp này nó đang test lại nó đang hấp thụ lại lượng thanh khoản ở những viên ngày mùng 10 10 Ê, cái phiên ngày 18 hay là 17 tháng 10 hai phiên mà thanh khoản khá là lớn nên đến phiên ngày hôm nay thì những cổ phiếu này này nó đang phải hấp thụ lại và những cổ phiếu là những cổ phiếu không đồng thuận với thị trường nhưng mà cuối viên nó vẫn tăng nhá đây ít ra những cổ phiếu cuối viên nó vẫn tăng nó khác với những cổ phiếu như pom như dtd như dovaland này Novaland thời gian tới anh em phải chú ý đặc biệt những người này. Một khi nó mà giảm về đây này, nó và mà giảm về quanh vùng 15 ấy thì anh em mới mua được. Nó phải test lại cái gáp này, này, và nó phải đâm sầm, đâm cái mặt vào cái vùng mây này. Lúc đó anh em có muốn mua mua lấy vị thế thì mua được. Nhưng mà cũng không nên tham gia tham quá những người này, đừng lên ôn đừng full margin những người này. Mà hình như là thằng thằng Novaland nó chưa có margin cơ. Thì anh em cứ chờ phải chờ thêm những người này thời gian tới. Bởi vì sao? Bởi hiện tại ấy, nó đang hình thành nó đang hình thành một cái mẫu hình vai đầu vai ngược à, vai đầu vai luôn ấy. thì xác suất nó giảm về quanh vùng 15 là có khả năng xảy ra có cơ sở xảy ra khi những cái này giảm về đây thì có thể là thời điểm nam kim nó sẽ giảm về vùng 20 21 lúc đó anh em lại rất nhiều cơ hội tham gia luôn anh em thấy không rất nhiều cơ hội tham gia luôn nam kim hoa sen thời gian tới anh em phải chú ý nhá nhưng mà ở vùng này anh em có gì để mua đâu trong mấy video gần đây mình phân tích mình chia sẻ hết với anh em rồi có cái gì ruột gan xương máu mình chia sẻ hết với anh em rồi chỉ mong muốn một điều là anh chị em đầu tư hiệu quả hơn đầu tư có lãi đầu tư xuất thần và mang về để mang về những cành đào những cây mai mang về những chiếc bánh trưng cho dịp tết còn kể cả anh chị em mà đồng hành với mình trong thời gian vừa qua kể cả đầu tư không hiệu quả giai đoạn vừa rồi thì anh chị em cũng không gặp khoản lỗ luôn không gặp thiệt hại nào cả luôn kể cả anh chị em mà có mua FCN hay là LCG mấy viên vừa qua thì anh em cũng gần như không gặp thiệt hại hay là thằng SSI chưa gặp thì lại gì cả hay là Techcombank cũng vậy này. anh chị em mà có bán hôm nay thì cũng chỉ hòa vốn vì hôm trước là anh chị em mua ở phiên mùng 6 tháng 12 này, hay là mùng phiên này, này, mùng 5 mùng 6 tháng 12 này. thì kể cả anh chị em bán hôm nay thì nó vẫn đang có lãi thì tuy là những cổ phiếu này nó đi chậm hay nó mấy hôm vừa rồi nó chỉ mang lại 2-3% lợi nhuận nhưng mà ít ra nó bảo vệ được anh chị em hay là thằng VND đi hôm trước mình mua 21 thì hôm nay nó vẫn đang nằm trên nó vẫn đang được cái đường nghe 20 ngày và cái đường giao găm quan trọng cái đường giao găm này này nó đang đỡ và cái đường đường này này cái đường này gọi là đường ki sen nó đang đỡ đỡ khá là khỏe thì kể cả trong thời gian tới những người nó chưa lên được nó có đi theo hình dích rắc này chăng nữa rồi nó đi về đây nó tiến về mây này sau đó nó đi theo hình dích rắc rồi nó mới lên được vùng 25 thì anh chị em phải chấp chỉnh được thế em mới cầm được như vậy còn mà đánh ngắn theo mình chấp nhận theo cái phương pháp của mình thì anh chị em phải tranh thủ phải cơ cấu ra phải chốt lời, phải bảo vệ được cái khoản lợi nhuận. Đang 89% không chốt được thì khi nó giảm, lúc đây lúc lên đây thì nó khoảng 8% đúng không? Thì anh em 89% không chốt được thì khi nó xuống về đây còn 3 trăm anh em không chấp nhận để nó lỗ ngược thì anh chị em tranh thủ anh em chốt lãi cái đã, bảo vệ thành quả cái đã. Lãi to không chốt được thì thôi bán lãi con. Chờ nó cân bằng lại, chờ nó điều chỉnh xong sau này anh em mua lại thì nó sẽ rất an toàn. Đầu tư như vậy ấy. không có một ông lái nào mà có thể úp sọt được anh em cả trên thị trường ấy gấu kiếm được tiền bò kiếm được tiền chỉ có heo là bị lặp thịt thôi nên anh em đừng để mình rơi vào cái tình cảnh như là những con heo à, bị bị à, bò thịt bị trâu nó thịt à, bị gấu nó thịt anh em nhá nên cái thời gian tới thì mình vẫn ưu tiên cái nhọc chứng khoán thôi à, VND FTS hay là SHS, MBS, anh em cứ chờ nó test xong, nó xây xong cái nền giá kênh dưới này, những cái anh em phân tích, anh em để ý cái mẫu hình mình chia sẻ, anh em sẽ thấy nó vẫn đang trong cái vùng nền giá kênh dưới mà mình chia sẻ với anh em. thì bây giờ ấy, cái điều quan trọng là sau cái phiên rũ hôm nay, ấy, thì một vài phiên tới có thể là khoảng hai ba phiên tới nó test lại này, sau đó nó xuất hiện một phiên hướng đi lên này không? thì lúc đó cái khả năng, cái xác suất nó sẽ hoạt động giống như thằng đất xanh ở giai đoạn này là rất cao anh chị em nhé đây này thì phiên ngày hôm nay bản chất ấy, nó giống phiên này thôi ngày mai nếu như là đầu phiên nó giảm rồi cuối phiên nó tạo thành một phiên rút chân như này thì có thể anh chị em lại phải mua ngược trở lại không sao cả nhưng quan trọng là đã rũ bỏ đông đảo anh em ra khỏi thị trường rồi sau đó nó xuất hiện một phiên tách cung thì khi đó anh chị em mua nó rất an toàn cho cái vị thế của anh chị em luôn nó rất an toàn nhìn chung nó rất an toàn luôn anh em cứ chờ một vài phiên tới xem nó hoạt động ra sao cái tín hiệu của nó nó báo cho chúng ta một cái tín hiệu như thế nào hey, Phim phiên ngày hôm nay này nó có giống phiên này hay không ngày mai nó có rút chân lên hay không ngày mai nếu như ở cuối phiên nó có những tín hiệu nó rút chân đi lên nhá thì anh em phải chú ý Phần câu vở lại thì có thể ngày mai ấy, nó sẽ test lại quanh cái vùng 1105 1110 sau đó nó rút sẽ rút chân đi lên vào cuối phiên giai đoạn này là cái giai đoạn anh em nên ưu tiên uh, nắm giữ 20 đến 30. Anh chị em nào tự tin hơn thì có thể nắm giữ 50% cái danh mục cái vị thế đầu tư. Còn anh chị em mà mà giai đoạn này thấy thị trường nó rủi ro quá, nó bi quan quá thì anh chị em có thể ngồi ngoài, cầm tiền mặt, chờ nó cân bằng hẳn xong, nó xuất hiện một cái tín hiệu vào xong, lúc đó anh chị em tham gia vẫn chưa muộn anh em nhá. Anh em phải lưu ý cái điều này cho mình. HCM này, test lại thanh khoản đang lớn này. Chờ nó test xong, chờ nó cân bằng xong nó xuất hiện một viên tách cùng thì đó có thể tí chính là cái tín hiệu để anh em có thể tham gia để mua được với những cổ phiếu này với những cổ phiếu như HCM như VCI này chẳng hạn này VCI này nó đang test lại có thể là thời gian tới một vài phiên tới nó sẽ test lại quanh vùng 40 sau khi test lại quan trọng điều quan trọng ở đây này, là cuối phiên nó phải rút chân lên được đó mới là cái điều quan trọng anh em nhá và trong phiên sáng mai nếu như nó mở gáp giảm đầu phiên thì nhiều nhà đầu tư có cái tâm lý bán ra vì sợ cổ phiếu sợ thị trường nó giảm thùng đáy nhưng với những anh chị em mà tự tin đang cầm phun tiền mặt thì có thể canh ở cái vùng hỗ trợ này để mua mua nhỏ thôi mua 20 30 phần trăm thôi cũng được anh em nhé phát đạt có thể nó sẽ đâm vào cái vùng mây này đấy. nó sẽ mất thời gian ở trên vùng đỉnh cũ này nó mới lên được vì trong ngắn hạn nó đang tạo thành cái mẫu hình hai đỉnh này. nó ấy thành hình con mèo thì với những cổ phiếu mà trong ngắn hạn nó xuất hiện một cái mẫu hình hai đỉnh thì cái xác suất nó điều chỉnh về cái nền giá bên dưới ít nhất là về cái nền giá bên dưới là khá là cao nên anh em cũng phải thận trọng đừng có mua sớm quá những của như phát đạt cứ chờ nó cân bằng xong đi đã rồi anh em mua sau cũng được không sao cả anh em nhé còn viên đất thì chờ nó xong cái mẫu hình nền giá kênh dưới sau đó nó hướng đi lên lúc đó anh em sẽ có nhiều cơ hội tham gia còn những cổ phiếu trụ như Vinamilk này sau một vài phiên tăng thì nó quay đầu giảm thùng cả luôn này Hay Vinhome này cũng thế luôn này sau khi gặp cái đường em 50 ngày thì cắm đầu đi xuống này hay như VIX này VIX thì phải chờ thêm còn nhiều cơ hội trong thời gian tới hay là cái nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp cũng vậy những cổ phiếu như thằng VGC như thằng KBC như thằng EGC như thằng DTD DTD mình đang đánh giá rất cao EGC đang đánh giá rất cao anh chị biết tại sao thứ nhất ấy, nó đã có những cái phiên đã có những cái tín hiệu dòng tiền lớn tham gia ở cái thời điểm hiện tại kể cả phiên ngày hôm nay nó đang test lại nhưng chỉ cần nó test xong cái có thể nó test hẳn về cái vùng 14 đi nhưng nó chỉ cần test xong cái nó xuất hiện một phiên rút chân hướng đi lên và cuối phiên thì đó sẽ là cái điểm mua chính để anh chị em đón đầu cái con sóng của nhóm đầu tư công à quên cái nhóm bất động sản khu công nghiệp với những cổ phiếu như thằng EDC Tuy là cổ phiếu này anh em không đánh được quá nhiều Chỉ rơi vào tầm 1-2 tỷ ấy, thì anh em có thể đánh được những cổ phiếu này Vì thanh khoản nó không quá cao, mỗi phiên giao dịch là khoảng 20-30 tỷ Nên anh em không thể dồn tỷ trọng quá lớn vào những cổ phiếu này được Anh em nhiều anh em mà, mà vốn to quá Mà dồn vốn vào những cổ phiếu này nhiều khi nó xảy ra những cái rủi ro anh em không bán kịp thì khiến anh em lo lắng bất an Đấy, anh em chỉ nên sử dụng khoảng 12 tỷ để dành cho những buổi này thôi thì một vài phiên tới nó chỉ cần xuất hiện một phiên hướng điên Nó thì nó không thủng cái vùng này Và giá đóng cửa nó không nằm dưới cái vùng 14 Còn nhiều khi ấy, nó vẫn xảy ra những cái nhịp rũ rũ sâu xuống dưới nếu như thị trường rủi ro quá Nhưng mà mình thì mình không đánh giá cao về kịch bản này Sau đó những cái này nó rung lắc Nó xảy ra những cái nhịp rung lắc rung hẳn xuống phía dưới này Sau đó cuối phiên nó xuất hiện một cái nhịp giật ngược đi lên thì đây chính là một cái tín hiệu mua mới cho thằng EGC hay thứ hai là thằng DTD DTD nhịp này mình đánh giá rất cao anh em nào mà tự tin ý, có thể tham gia lấy trước vị thế quanh cái vùng giá đóng cửa hôm nay một phần ngày mai ý, ngày mai mà đầu tiên nó giảm nhẹ nó giảm về quanh vùng 24 cộng trừ anh em lấy trước 20 30 sau đó nó xuất hiện một phiên test cân bằng ngược trở lại anh em lấy nốt vị thế riêng với những cổ phiếu như DTD ấy, mình đánh giá thời gian tới nó vào sóng là rất cao và khả năng nó sẽ tiến được đến vùng 30 31 là rất cao. Chính cái con DTD này, này mình mua là mua ở phiên ngày 28 tháng 4. Lên đến phiên này hàng về là mình bán mất 50% phải lên đến đây mình mới bán nốt phần còn lại. nhanh anh em thấy được. Đó. Những cổ phiếu này trong quá khứ nó mang lại khoản lợi nhuận cũng tương đối lớn luôn ấy. Tuy đánh không nhiều nhưng cái khoản lợi nhuận nó mang lại vừa nhanh mà vừa lớn luôn hay như là KBC vậy anh em cứ chờ nó test xong đi thanh khoản phiên ngày hôm nay 10 triệu cổ phiếu kế nó thôi chờ nó test xong phiên ngày hôm nay mình đánh giá là một phiên test lại cái gác hôm trước hôm mùng 4 chờ nó cân bằng lại có thể ngày mai nó hướng đi lên sau đó nó sẽ còn thêm cần thêm thời gian nó test lại vì sao vì thanh khoản của phiên ngày hôm nay nó đang khá là lớn nên nó sẽ cần một nhịp nữa để nó test lại để kiểm tra lại thanh khoản và đó cũng có thể là trùng với thời điểm nó gần với cả cái vùng mây lớn này sau khi tiến gần đến vùng mây lớn nó bật đi lên thì đó sẽ là cái thời điểm mà những cổ phiếu này nó bước vào con sóng của nó để đón đầu cái sóng cái nguồn vốn FDI chảy vào Việt Nam thời gian gần đây thì lãnh đạo nguyên thủ rất nhiều quốc gia đến thăm Việt Nam nên cái con sóng bất động sản khu nghiệp mình đánh giá nó còn nhưng mà không phải vì thế mà anh em mua ở mọi giá anh em cứ chờ nó test xong đi nó cân bằng xong đi có thể cái nhịp cân bằng này nó diễn ra khoảng năm bảy phiên tới bao nhiêu phiên không quan trọng quan trọng là chúng ta nhìn thấy một cái tín hiệu một cái dấu hiệu nó xuất hiện một phiên tách cùng nó xuất hiện một cái tín hiệu xác nhận thì khi đó anh em thoải mái anh em mua thôi và giai đoạn này là giai đoạn khá là ảm đạm của thị trường tăng thì không bao nhiêu nhưng sau một phiên giảm là gần như lấy hết thành quả của anh em nên giai đoạn này thường nó sẽ khiến anh chị em chán nản với thị trường nhưng không phải vì thế mà anh em rời bỏ thị trường rời xa thị trường cái nghề trader giao dịch đầu tư ấy, nó không phải lúc nào cũng mang lại màu hồng cả nó có những giai đoạn màu hồng những giai đoạn màu xanh những giai đoạn màu đen những giai đoạn ảm à, đạm những giai đoạn hưng phấn những giai đoạn màu tím hay những giai đoạn màu xanh da trời những cái điều quan trọng ở đây là làm sao anh chị em tận dụng được những cái con sóng đi lên và tối thiểu hóa rủi ro khi thị trường nó biến động nó rung lắc nó gây ra rủi ro nó bước vào giai đoạn phân phối thì khi đó anh em sẽ tích lũy được những cái khoản lợi nhuận sau những con sóng và sau thời gian sau một quá trình 5 năm 10 năm anh chị em sẽ sớm đạt được một cái mục tiêu tự do tài chính Chứ đừng kỳ vọng, đừng hy vọng Sống năm nay mình phải đạt được ít nhất là x3, x4 Những cái mục tiêu như vậy Nó viển vông quá Mà trước hết Anh em cần phải đạt được những cái mục tiêu nhỏ hơn đã Ví dụ năm ngoái anh em đang lỗ Từ đầu năm đến nay Đang lãi khoảng 10% thôi Thì anh em phải đặt mục tiêu là 6 tháng đầu năm sau là 20% chẳng hạn Nếu như nó có sóng Hay là cả năm sau rồi Tối thiểu là phải 20% cái đã sau đó chúng ta mới nghĩ đến những cái mục tiêu dài hơn, xa hơn là x đôi, x 3, x 4 Thì như vậy nó sẽ thực tế hơn Còn cho đến thời điểm hiện tại Nếu như phiên ngày mai mà đầu viên thị trường xanh Nhưng tiếp tục không có lực cầu mới tham gia Anh chị em nhớ chú ý để tiếp tục hạ bớt vị thế đang nằm giữ Nó chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút đầu phiên thôi Nó rất nhanh nên nếu như ngày mai mà thị trường tiếp tục xanh đầu viên Anh chị em phải nhớ chú ý thận trọng với cái diễn biến này của thị trường Có thể cái đà điều chỉnh nó chưa dừng lại Thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến những cái vị thế Đến những cái khoản lợi nhuận của anh chị em trong thời gian vừa qua Nên không cần anh chị em phải đoán là ngày mai thị trường sẽ giảm bao nhiêu Hay là cuối phiên ngày mai thị trường nó sẽ tăng bao nhiêu cái việc này là việc rất khó để cho những người thích chọn việc khó để thực hiện việc của chúng ta là ưu tiên làm việc dễ thôi đã cứ chờ một phiên xác nhận trong mấy phiên gần đây nó không có phiên xác nhận thì chúng ta không thể tham gia mua mới dồn tỉnh trọng được ngay cả bản thân mình mình có dám sử dụng margin trong giai đoạn này đâu và phiên ngày hôm nay thu quân rất nhanh luôn vì sao vì hôm nay nó gặp cái vùng này nó không thể vượt lên được nó quay đầu điều chỉnh ngay lập tức nó rũ bỏ nhiều anh em thì cái điều quan trọng là một vài phiên tới anh em chờ thêm xem liệu thị trường đã rũ bỏ kha khá nhiều đầu tư ra khỏi thị trường chưa rũ bỏ kha khá được những con heo ra khỏi thị trường hay chưa còn mình theo cái đánh giá của mình theo mình nghĩ thì những anh chị em theo dõi video này thì gần như là không có con heo nào cả vì đa phần anh em theo dõi video anh em đồng hành với mình là ít nhất là giai đoạn vừa rồi anh em đều không gặp thiệt hại nào cả không lỗ vị thế ít nhất của anh em là không lỗ thì chờ một vài phiên tới thị trường nó xác nhận và nó bước vào sóng khi đó anh chị em tận dụng và tối ưu được cái lượng tiền mặt anh chị em đang nắm giữ và rót vốn vào thị trường thì lúc đó anh chị em vừa đỡ mất công không mất công chờ đợi không mất công phải chờ mua xong cổ phiếu nó đi lên thị trường nó đi lên lên vùng target, ghép anh chị em tranh thủ chốt lời và hiện thực hóa được mang về được cảnh đào cây quất cây mai nó rất là nhanh anh chị em nhá nên anh chị em nào mà đang chưa xử lý được những cái vị thế cổ phiếu đang nằm giữ inbox cho mình, đang không biết xử lý ra sao inbox cho mình, chưa biết mua cổ phiếu nào trong thời gian tới, chưa biết ưu tiên cổ phiếu nào, thì inbox cho mình thời gian tới còn nhiều cơ hội luôn. Đầu tư là xác định là câu chuyện cả đời, chứ không phải là một vài tháng, một vài ngày hay một vài năm mà chúng ta phải cam kết gắn bó với thị trường thì một khi anh em cam biết gắn bó với thị trường thì anh em phải kiếm được tiền từ thị trường chứ bây giờ đôi ba năm anh em liên tục năm nào cũng lỗ thì anh em chán ngay và muốn rời thị trường ngay anh em nhá nên anh em theo dõi video đến giờ này thì có thể ủng hộ mình bằng việc like comment subscribe kênh thì khi mình đăng tải những cái nội dung chia sẻ mới nhất anh em là người đầu tiên nhận được cái thông báo này để chuẩn bị kế hoạch cho thời gian tới anh em nhé cảm ơn anh em đã theo dõi